Chào bà con nông dân cả nước nha. Hôm nay nồng cơ ốc tính lên con máy cắt cỏ Mitsubishi TB27 do Ryobi phân phối. Này là của động cơ Mitsubishi. Ryobi phân phối của Mitsubishi nha mọi người. Đó, đây là nổi. Ryobi phiên bản màu vàng đẹp. Máy có bình xăng green nè, trắng nè, giống như chưa xài mọi người. Máy thiếu cái thùng nha mọi người. Nhật của anh xài. Em kiểm tra bít tông rồi luôn còn trắng tươi à. Còn sọc ngang rồi các kiểu nha mọi người. Máy còn mới trên 99%. Đó. Chế nè. Chế hai họng gió, hai tầng. Đó, một ổn chỉnh. Của anh rồi. Có mã QR code luôn nè. Đời cao mọi người. Tốc dập nổi Made in Japan. Ra băng nha. Tóc còn trắng tươi nè. Máy cực kỳ mới luôn. Ốc đồ còn 7 màu nha. Sáng trưng nha mọi người. Lốc nè. Dữ bơm nè. Đó, sở hữu đai gà bóp nha. Đây. Mã seri nha. TB27 tháng 3 2019. Đó. Chưa bể vỡ, chưa vòng chốc nha mọi người. Xăng nè. Bô còn trắng tươi nè mọi người. Ốc còn chưa xét luôn. Đó. Nè. Quá đẹp luôn nha mọi người. Bô không dính khói luôn chứ. Riêng từng ốc nha mọi người ơi. À. Sở hữu tay ga bóp nè. Tay ga bóp nè. Đồ bò thắng cỏ riêng nha mọi người. Bài bô bao Mitsubishi. Rồi, dịch hơi nha mọi người nghe nha. Hơi rất là chắc luôn. Đó, rồi dịch chạy nè. Bật tắt nó nghe mọi người. Bật tắt xuống nha. Máy này rất là nhạy nổ. Rồi yên tâm nha. Lên ga nè. Quá đẹp luôn. Ai chưa chọn được con máy ý thì nhớ đăng ký kênh và theo dõi em nha. Máy này là công suất là 34 ly, công suất là 26 cc nha, đồng 34 ly, nguyên rin Nhật Bản, chế quanh rồ luôn nha mọi người. Nãy em quên quay. Đó, chế quanh rồ. Rồi. Đó là phần mô tả nha mọi người.